vì sao người giàu tìm mọi cách để được mua nhà ở xã hội, còn người nghèo lại chê? 1. Giá cả, giá nhà ở xã hội thường rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Điều này khiến nhà ở xã hội trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn cho người giàu. Ví dụ, tại thành phố Hồ Chí Minh, giá một căn hộ chung cư cao cấp có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, trong khi giá một căn hộ nhà ở xã hội chỉ từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. 2. Vị trí, nhiều nhà ở xã hội được xây dựng ở vị trí đắc địa, gần trung tâm thành phố hoặc có hạ tầng giao thông thuận tiện. Điều này khiến nhà ở xã hội trở nên hấp dẫn đối với người giàu, những người muốn sống ở những nơi tiện lợi và có nhiều cơ hội phát triển. 3. Tiềm năng tăng giá, giá nhà đất ở Việt Nam ngày càng tăng, do đó, nhà ở xã hội được đánh giá là có tiềm năng tăng giá cao trong tương lai. Người giàu mua nhà ở xã hội với mục đích đầu tư, bán lại kiếm lời. 4. Chính sách ưu đãi, chính phủ Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội, như hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng, miễn giảm thuế phí, những chính sách này khiến nhà ở xã hội trở nên hấp dẫn hơn đối với người giàu. 5. Lách luật, một số người giàu lợi dụng những lỗ hổng trong chính sách nhà ở xã hội để mua nhà cho bản thân hoặc người thân. Họ có thể sử dụng các thủ đoạn như khai man thu nhập, hộ khẩu, sử dụng người thân để đứng tên mua nhà. Khi người giàu chen chân vào mua nhà ở xã hội, người nghèo sẽ có ít cơ hội sở hữu nhà hơn. Việc người giàu mua nhà giá rẻ dành cho người nghèo càng làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Nhà ở xã hội được xây dựng bằng ngân sách nhà nước, do đó, việc người giàu mua nhà ở xã hội là lãng phí nguồn lực dành cho người nghèo. Hy vọng video này sẽ giúp cho người dân hiểu rõ hơn về giá trị của nhà ở xã hội và biết nắm bắt cơ hội mua nhà giá rẻ. Follow kênh Gà Mờ Bất Động Sản để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích về bất động sản, cũng như hạn chế rủi ro trong đầu tư và sở hữu bất động sản.